Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, bị ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri ở tỉnh Phúc Châu đã có bão dữ dội và mưa xối xả cục bộ, thiên tai hay xảy ra ở một số khu vực. Từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, tỉnh trưởng Triệu Long và phó giám đốc Lý Đức Tiến thuộc Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh đã đến Tuyền Châu, Phù Điền và Phúc Châu để kiểm tra và chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai do bão và mưa lớn. Triệu Long nhấn mạnh tất cả các địa phương, ban ngành phải quán triệt và thực hiện tinh thần chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, kiên quyết đặt tính mạng con người lên hàng đầu, nỗ lực hơn nữa, không bao giờ bỏ cuộc, lấy chống bão số 5 Doksuri làm trọng tâm. Những cơn bão mạnh và công tác cứu trợ thiên tai do phải được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn, chặt chẽ hơn, tỉ mỉ hơn, bảo vệ hiệu quả an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và ổn định xã hội chung. Các lãnh đạo tỉnh Lâm Bảo Tiến, Quách Ninh Ninh, Vương Vĩnh Lập, Hoàng Hải Côn, Trường Bân và Khang Đào, những người đang thực hiện giám sát ở tất cả các cấp trụ sở chính, đã tham gia các cuộc họp và kiểm tra có liên quan. Triệu Long lần lượt thị sát giao thông cơ sở vật chất thành phố, kè sông, cấp nước, cấp điện, đường cao tốc ở Tuyền Châu, Phủ Điền, Phúc Châu chiều ngày 24 tháng 8 đến Bộ Chỉ huy Phòng thủ tỉnh để nghiên cứu, đánh giá tình hình thiệt hại do mưa lớn. Ông chỉ ra rằng cơn bão này mạnh và gió lớn, lượng mưa do nó mang lại lớn trên diện rộng và kéo dài. Lượng mưa lớn ở Phúc Châu, Phủ Điền và những nơi khác đã vượt qua giá trị cực đoan lịch sử, ngăn chặn mưa lớn là rất nặng nề và gian khổ. Tất cả các địa phương, các ban ngành phải dồn 120.000 điểm, cảnh sát cao độ, huy động toàn dân, chuẩn bị đầy đủ, trừ khi giành được thắng lợi hoàn toàn mới rút quân. An toàn tính mạng và tài sản của nhân dân phải được đặt lên hàng đầu, hết sức chú ý đến các tai biến địa chất, sạt lở núi, sạt lở đất có thể xảy ra do mưa lũ liên tục ở vùng núi. Tăng cường kiểm tra, phòng ngừa và dùng mọi biện pháp kiên quyết di chuyển người ra khỏi vùng nguy hiểm, vùng trọng điểm. Tại Mộc Lan Phi, Phủ Điền, Triệu Long đã kiểm tra mực nước và tiềm năng dọc theo sông Mộc Lan, kiểm tra độ an toàn và con đập và củng cố tình hình. Sau khi bão đổ bộ, đường xá, một số khu vực bị phong tỏa, nước ngập trong đô thị, cây cối gãy đổ nghiêm trọng, điện nước, thông tin liên lạc của người dân bị ảnh hưởng. Triệu Long đến đâu cũng tìm hiểu kỹ tình hình thiên tai và tình hình cứu hộ khẩn cấp, phối hợp và giải quyết những khó khăn thực tế tại chỗ, đồng thời thực hiện một chuyến đi đặc biệt đến Cục Quản lý Đô thị Tuyền Châu và Công ty Cung cấp Điện lưới Quốc gia Tuyền Châu để kiểm tra việc sửa chữa khẩn cấp điện và tiện ích đô thị. Đồng chí nhấn mạnh, ưu tiên hàng đầu là khắc phục các công trình cấp điện bị hư hỏng. Trên cơ sở đảm bảo an toàn, chúng ta phải dốc toàn lực, chạy đua với thời gian để khôi phục cấp điện, khẩn trương khắc phục các hư hỏng về nước, khí đốt, thông tin liên lạc, khôi phục giao thông, nạo vét kịp thời các điểm bị ngập, di rời hoặc gia cố cây đổ, nỗ lực khôi phục lại trật tự sản xuất và sinh hoạt bình thường. Cần công bố cập nhật các thông tin cảnh báo sớm kịp thời để nhận được sự đồng tình ủng hộ cao nhất của người dân. Đài quan sát khí tượng Trung ương lúc 8 giờ 32 phút thông báo rằng cơn bão Doksuri đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 8 giờ ngày 26 tháng 8, tâm của nó nằm ở huyện Su Song, thành phố An Khánh, địa phận tỉnh An Huy. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã hạ thấp cảnh báo bão xuống cấp 4 vào lúc 7 giờ sáng ngày 26 tháng 8 và tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão cấp 1. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão Doksuri, ở Phúc Kiến ngày 25 tháng 8 đã có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Theo thống kê, lượng mưa tích lũy từ 6 giờ ngày 24 tháng 8 đến 6 giờ ngày 25 tháng 8. Tổng số 498 thị trấn thuộc 71 quận huyện vượt quá 100mm, trong đó có 140 thị trấn thuộc 30 quận huyện vượt quá 250mm và 23 thị trấn ở các quận huyện vượt quá 400mm và 9 thị trấn ở quận Hàn Giang, quận Lệ Thành và quận Thành Tương vượt quá 500mm. Lượng mưa hàng giờ lớn nhất là 647,8mm tại thị trấn Bạch Sa, huyện Hán Giang và lượng mưa hàng giờ tối đa là 151,2mm ở thị trấn Tân Đô ở huyện Lệ Thành.
Lượng mưa hàng ngày ở Phủ Điền, Phúc Châu và Tiên Hữu đều phá kỷ lục lịch sử địa phương kể từ năm 1961. Và lượng mưa hàng ngày ở Phủ Điền đã phá vỡ kỷ lục lịch sử về lượng mưa hàng ngày lớn nhất trong Đài quan sát quốc gia của tỉnh. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến dự báo, ngày 26 tháng 8, vùng ven biển và phía Bắc tỉnh ta có mưa to đến rất to ở An Đông, Sơn Đông mưa to, dông cục bộ. Lượng mưa tích lũy trong 24 giờ phổ biến 80-180mm, cục bộ 300mm, lượng mưa mỗi giờ lớn nhất 120mm. Hôm nay có mưa rải rác đến vừa và có nơi mưa to cục bộ. Ngày mai trên địa bàn tỉnh có mưa rào hoặc dông vài nơi, có nơi mưa to cục bộ. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở cần cảnh giác với rủi ro thiên tai xảy ra do mưa bão. Hiện nay, vùng ven biển có nguy cơ xảy ra thiên tai do bão cao hơn. Cần chú ý phòng tránh các thiên tai thứ cấp như lũ cuốn, lũ trên các lưu vực vừa và nhỏ, ngập úng đô thị và nông thôn. Sạt lở đất, lở núi, dòng chảy do sạt lở đất đá có thể do bão và mưa lớn gây ra. Tập trung vào thành phố Phúc Châu như Liên Giang, Lạc Viên, Vĩnh Đài, Phúc Thanh, Mẫn Hầu, thành phố Phủ Điền như Tiên Hiếu, thành phố Tuyền Châu như Huệ An, An Khê, Vĩnh Xuân, Đức Hóa, Tấn Giang, Nam Nam, thảm họa địa chất trong khu vực đô thị Ninh Đức như Cổ Điền, Hạ Phố, Thọ Ninh, Chu Ninh, Chiết Dung, Phúc An, Phúc Định và khu vực đô thị Hạ Môn. Rủi ro an toàn giao thông đường bộ. Hôm nay, một số đoạn đường ở Nam Bình, Vũ Di Sơn và Ninh Đức, Chu Ninh, Phúc An trên đường cao tốc Ninh Thượng và một số đoạn đường ở khu đô thị Phúc Châu, Liên Giang, Trường Lạc, Mẫn Hầu, Mã Vĩ trên đường cao tốc Vành Đai Phúc Châu, một số đoạn của khu đô thị Phủ Điền của đường cao tốc Thẩm Hải, một số đoạn của khu đô thị Phúc Châu, Phúc Thanh, Lạc Viên, Liên Giang, Trường Lạc, Mẫn Hầu, một số đoạn của Ninh Đức, Giao Thành, Phúc An, Phúc Định, Hạ Phố, Ninh Nam Bình, Quảng Trạch, Thiệu Vũ của đường cao tốc Quảng Tây, đoạn Ninh Đức, Sơn Ninh, Phúc An của đường cao tốc Lệ Ninh, đoạn Phúc Châu Mẫn Hầu của đường cao tốc Phúc Âm có mức độ rủi ro về giao thông và khí tượng cao, vui lòng đề phòng. Nguy cơ thiên tai bão và gió mạnh. Từ ngày 27 tháng 8 đến 2 ngày tiếp theo sẽ có nguy cơ xảy ra thiên tai bão và gió mạnh ở cấp độ cao hơn tại các ngư trường bên ngoài Phúc Kiến, Mân Đông, Mân Trung và quần đảo Điếu Ngư. Các khu vực nên quay trở lại Hồng Kông kịp thời để tránh gió hoặc tránh các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời làm tốt công tác quản lý an toàn du lịch ven biển và chăn nuôi ven biển. Theo China Weather Network News đưa tin, khi hoàn lưu tàn dư, Doksuri sẽ tiếp tục di chuyển về phía Bắc bắt đầu từ ngày 25 tháng 8. Lượng mưa ở miền Bắc Trung Quốc và khu vực Hoàng Hoài dần lan rộng tính đến sáng ngày 26 tháng 8. Nhiều nơi đã đạt mức mưa lớn, mưa rào, mưa to cục bộ. Dự báo quá trình mưa lớn tập trung chủ yếu trong ngày 26 tháng 8 và 27 tháng 8. Đến chiều mai, lượng mưa sẽ suy yếu dần. Theo dõi khí tượng cho thấy, trong ngày qua, mưa to hoặc mưa rất to xảy ra ở một số khu vực phía Nam Bắc Kinh, Nam Thiên Tân, Trung và Nam Hà Bắc, Trung và Bắc Hà Nam, Đông, Nam Sơn Tây và Tây Sơn Đông, Thạch Gia Trang, Hình Đài, Hàm Đan, Hà Bắc, Tân Hương, An Dương, Hà Bì. Mưa cục bộ với lượng mưa từ 250 đến 389mm, trong đó lượng mưa tích lũy ở Hình Đài, tỉnh Hà Bắc đạt 479,6mm và ở Kim Thành, tỉnh Sơn Tây là 438,4mm. Lượng mưa lớn nhất theo giờ ở một số khu vực, các khu vực nêu trên từ 40 đến 90mm. Ngoài ra, dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá xảy ra cục bộ ở Sơn Đông. Đánh giá tình hình ở các khu vực khác nhau từ 8 giờ ngày 25 tháng 8 đến 8 giờ ngày 26 tháng 8, ở phía Nam Hà Bắc, phía Bắc Hà Nam và các nơi khác đã xảy ra mưa bão lớn trên diện rộng, mưa lớn cục bộ, trong đó Thành Hoàng, tỉnh Hà Bắc đạt 284,4mm, đó là một trận mưa bão lớn, và Thạch Gia Trang cũng đạt 110,2mm. Mưa bão lớn lên tới 300-400mm tại các trạm địa phương, hầu hết Bắc Kinh bị chi phối bởi mưa vừa đến mưa lớn. Một số khu vực đã đạt đến mưa cực lớn, chẳng hạn như Phòng Sơn Hạ Vân Lĩnh 65,1mm, lượng mưa vẫn đang tiếp tục tăng ở nhiều nơi. Theo dự báo, ngày 26 và ngày 27 tháng 8 sẽ là thời kỳ cốt lõi của đợt mưa này, sẽ có mưa to đến rất to ở Bắc Hà Nam, Tây Sơn Đông, Hà Bắc, Trung và Đông Sơn Tây, Bắc Kinh, Thiên Tân, Trung tâm Nội Mông, miền Trung và miền Đông Sơn Tây, miền Trung và miền Nam Hà Bắc, Bắc Kinh. Có mưa lớn ở các vùng phía Tây Thiên Tân và những nơi khác, và mưa lớn ở một số khu vực dọc theo vùng núi ở miền Trung và miền Nam Hà Bắc và miền Nam Bắc Kinh, kèm theo lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa vừa và thời tiết đối lưu mạnh như dông bão và gió mạnh. Dự kiến từ chiều ngày 27 tháng 8, mưa sẽ yếu dần.
cần đặc biệt chú ý đến quá trình mưa này vì thời gian mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn. Lấy Bắc Kinh làm ví dụ, lượng mưa lớn gián đoạn sẽ tiếp tục kéo dài đến sáng ngày thứ tư tuần tới. Thời lượng có thể vượt quá 70 giờ. Lượng mưa tích lũy có thể đạt 200-300mm. Riêng khu vực Tây Nam là 300-400mm, nguy cơ xảy ra thảm họa là rất cao. Mặc dù lượng mưa lần này không phải lúc nào cũng vào thời kỳ mưa lớn, lượng mưa nhiều đợt tương đối nhẹ, nhưng lượng mưa trung bình không nhỏ. Lượng mưa tích lũy lớn tác động không nên coi thường, cần chú ý đề phòng. Trung Quốc Weather.com nhắc nhở rằng, ngày 26 tháng 8 và ngày 27 tháng 8 là thời điểm cốt lõi của đợt mưa này. Mưa sẽ tiếp tục chồng chéo, nguy cơ xảy ra thiên tai cao. Người dân cần đề phòng cảnh giác, không đi đến vùng núi và các thảm họa địa chất khác như khu vực dễ bị va chạm, không lao xuống nước khi gặp vũng nước đọng trên đường để bảo vệ an toàn cho bản thân. Trong khi đó, 11 quận và huyện ở Trùng Khánh cũng đang hứng chịu mưa lớn. Hai con sông vừa và nhỏ ở quận Kiềm Giang mất khả năng bảo vệ ở các mức độ khác nhau. Theo quan trắc của Trạm quan trắc thủy văn thành phố Trùng Khánh, từ 8 giờ ngày 25 tháng 8 đến 8 giờ ngày 26 tháng 8, phía Đông Nam và phía Tây Trùng Khánh sẽ xảy ra mưa lớn, mưa to cục bộ. Mưa lớn xảy ra tại 11 quận huyện gồm Bá Nam, Cửu Long Pha, Vinh Sương, Giang Tân, Nam Xuyên, Vu Sơn, Tiền Giang, Ngô Long, Hữu Giang, Tây Sơn, Bành Thủy. Trong đó, 4 quận huyện gồm Bá Nam, Kiềm Giang, Du Dương và Tây Sơn có mưa lớn, lượng mưa hàng ngày tối đa xảy ra ở làng Hạ Ngư, thị trấn Ngọc Đế, huyện Hữu Giang ở mức 135,5mm. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, 6 con sông vừa và nhỏ bao gồm sông A Peng, sông Nguyên Tây và sông Mara ở quận Tiền Giang, Trùng Khánh, sông Hữu Giang ở quận Hữu Giang và sông Hữu Thủy ở quận Tây Sơn đã vượt quá giới hạn cảnh báo. Sông Nguyên Tây và sông Mara ở quận Tiền Giang là hai sông vượt có mực nước mức cảnh báo an toàn. Tính đến 8 giờ ngày 26 tháng 8, tất cả các sông vừa và nhỏ đã trút xuống dưới mực nước cảnh báo. 33 sông vừa và nhỏ còn lại, bao gồm cả sông Mỹ Giang ở Tây Sơn, sông Lon Đàm ở Phúc Linh và sông Yipin ở Bá Nam. Nước dâng cao từ 1-10 mét và mực nước cao nhất chưa đạt đến vượt quá mức nước cảnh báo. Mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở lưu vực sông Gia Linh, Khúc Giang, Phúc Kiến và Quỳnh Giang ở Tứ Xuyên. Mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở lưu vực sông Ngô Giang ở Quý Châu. Tiềm năng nước tại các trạm điều hành chính của các con sông cơ bản ổn định, chưa xuất hiện quá trình lũ rõ rệt. Cục Thủy lợi dự đoán rằng từ 8 giờ ngày 24 tháng 8 đến 8 giờ ngày 25 tháng 8, một con sông vừa và nhỏ ở phía Tây Trùng Khánh có thể bị lũ lụt ở các mức độ khác nhau, các sông riêng lẻ có thể vượt quá mức cảnh báo. Từ 8 giờ ngày 26 tháng 8 đến 8 giờ ngày 27 tháng 8, mực nước của các con sông vừa và nhỏ ở Trùng Khánh về cơ bản ổn định, không có quá trình lũ lụt rõ rệt. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những video mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!